Mời các bạn đến với chương trình đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Bề đội săn quỷ miễn chuyện của tác giả Trần Đạo. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Chương 146. Sớm định danh phận. Quảng Hiếu khẽ mỉm cười nói: "Chuyện về đại thuật sĩ ăn sẽ có người lo liệu." Điện hạ chỉ cần Luôn ở bên cạnh đường vương là được Nếu đường vương có được thiên hạ Điện hạ chính là chữ quân Danh phận này trời cao đã an bài Tần vương dù có hào hết sức lực Cuối cùng Vẫn phải cúi đầu xưng thần trước điện hạ mà thôi Quảng Hiếu nói Cũng rất có lý Mặc dù hiện giờ Lý Thế Dân Đang hết sức nổi bật Nhưng một khi Lý Uyên chết đi Gia nghiệp này hiển nhiên Sẽ thuộc về Lý Kiến Thành hắn Đến lúc đó Giữa mình và Lý Thế Dân Định ra danh phận quân thần Một tần vương nho nhỏ, nhỏ Cũng chỉ có thể cúi đầu làm bề tôi Chỉ cần nhân nhìn thêm mấy năm nữa Giang Sơn mà Lý Thế Dân Thay đường vương cướp đoạt được Công xe thuộc về hắn Quảng Hiếu lại dặn dò thêm mấy câu nữa Rồi liền đứng dậy tiễn vị thế tử điện hạ này đi Khi hắn một mình quay trở lại Phật đường Trước tượng Phật lại xuất hiện một hòa thượng khác đúng là đệ tử của hắn quán vô danh quan vô danh thấy sự tồn đa đến lên tiếng nói ngài thật sự muốn giao vận nước vào tay một người như thế sao chuyện hắn trở thành chủ nhân thiên hạ là trời cao đã an bài quảng hiếu nói chuyện trong giọng nói loang thoáng có chút mất mát hắn thở dài một hơi tiếp tục nói với đệ tử của mình không nói người này nữa chuyện của hàn hoài có thêm tin tức gì không Rốt cuộc hắn đã phạm phải đại tội gì Mà đại phương sư phải ra lệnh Truy sát như vậy Đệ tử đã đi nghe ngóng Ở chỗ hiệu buôn tứ thủy Có kết giao với đội thuyền của đại phương sư Nhưng không có cách nào thám thính được Thông tin cơ mật như vậy Nói đến đây Quan vô danh dừng lại một chút lại tiếp Nhưng đệ tử lại nghe được một chuyện khác Đây là ngô miễn và quy bất quy Đã từng chạm mặt hàn hoài Ở bên cảng của hiệu buôn tứ thủy nhưng không rõ vì sao Mà cuối cùng bọn họ lại thả hắn chạy đi Việc này Quảng Nhân đã biết Thì chắc rằng về đại phương sư kia Đã tự mình tới hỏi tội ngô miễn quỷ bất quy Hỏi tội ư <laughs> Quảng Hiếu cười lên mấy tiếng Tiếp tục nói với đệ tử của mình Trong lòng vị đại phương sư kia Vốn đã có quỷ Rốt cuộc là ai đến hỏi tội ai Nếu ông ta đi hỏi thật thì cũng chỉ tốn công vô ích tự tìm phiên chán mà thôi vô danh người kể rõ đầu đuôi ngọn ngành chuyện ngô miễn và quy bất quy gặp hàn hoài như thế nào đi có lẽ có thể từ đó đoán ra được cuối cùng hàn hoài đã đi đâu lúc đó khi quảng hiếu nhận được pháp chỉ của đại phương sư tử phúc cũng giống như quảng nhân do khuyết sức lực tìm kiếm khắp nơi có điều hai người bọn họ Điều tra ra cùng một đầu mối Khiến cho đôi sư huynh đệ một thời Xuyên chút nữa lại chạm mặt nhau Quảng hiệu phát giang không thích hợp Mới vội vội vàng vàng thu tay lại Nhưng pháp trì của đại phương sư tử phúc Hắn cũng cần phải chấp hành Cho nên chơi trò đi đường tắt Phải quan vô danh đi điều tra lại Những gì quảng nhân đã điều tra Một tìm được chút manh mối Từ những dấu vết mà đại phương sư tóc bạc Có thể đã bỏ qua quan vô danh lập tức thuật lại tất cả những gì mình đã điều tra được cho quảng hiếu nghe ngoài trường nghe ngóng được chuyện ngô miễn quy bất quy đã thả cho hàn hoài dưới tên giả kim cổ đồng chạy đi còn biết được cả chuyện sau khi mấy người ngô miễn rời khỏi hải nhãn đã ngồi thuyền biển của oa quốc nhật bản trở về hiện tại những người oa quốc kia đã được hiệu buôn tứ thủy trợ giúp đổi một con thuyền lớn khác quay về cố hương Thời điểm bọn họ rời khỏi bến cảng của hiệu buôn tứ thủy Là một ngày sau khi ngô miễn và quy bất quy rời đi Hoa quốc Nghe đến đây Quảng hiệu khe hiếp mắt lại Hắn đi vòng ra sau tượng Phật Lấy từ trong xương phòng ra Một tấm hải đồ Quả sát bản đồ hồi lâu Mới quay sang nói với đệ tử của mình Vô danh Khả năng là ta đoán được hàn hoài đang ở đâu rồi Tìm thuyền lớn đi ba tư gì đó chỉ là đánh tiếng vậy thôi Hàn Hoài đã theo đám người oa kia Đi đến oa quốc rồi Nói đến đây Quảng Hiếu cười lạnh một tiếng Dùng ngón tay chỉ vào vị trí oa quốc trên hải đồ Lại lần nữa nói với quán vô danh Xem ra lần này Phải làm phiền ngươi Từ mình đến oa quốc một chuyến Trong lúc thay cho Quảng Hiếu Đang phỏng đoán tung tích của Hàn Hoài Thì đường vương ở trong cung Đang bày tiệc rượu chiều đái mấy vị thần tiên trong bước tiệc lý uyên lại lần nữa nhắc tới chuyện nhờ mấy vị tiên trường ra mặt trợ chiến lần này còn lôi cả con gái nuôi tiền kiếm lan và con trai thứ tư lý huyền bá ra lúc này đường vương cũng không đề cập tới chuyện diệt phản loạn bên cạnh vua gì đó mà vào thằng chuyện chính rằng nếu như lý uyên có thể thay thế tùy đế dương quảng có được thiên hạ thì sẽ phòng tiểu thư nhà họ tiền Làm trưởng công chúa Lại nói Được con trai thư tư Lý Huyền Bá nhà mình Cũng rất được mấy vị tiên trưởng coi trọng Bọn họ hẳn là Sẽ không để mấy đứa nhỏ Chịu thiệt thòi đâu Đồng vương điện hạ Chuyện về đại thuật sĩ Người không cần nhọc lòng Ông ta là người đã trải qua bao nhiêu triều đại Nếu được có thể can thiệp vào vận đức Thì đã can thiệp từ cả trăm cả ngàn năm trước rồi Cần gì phải chờ tới bây giờ Quỷ bất quỷ cười khà khà một tiếng Vô vô và nhóc nhậm tam Đang ngồi bên cạnh mình Chơi bàn tù tì uống rượu với nữ Nhi Tiếp tục nói Mà kể cả lao nhân ra ngại ấy nhất thời Nghĩ không thông Một can dự vào vận đức Thì vẫn còn con trai nuôi ở ngay đây Đệ tử với con trai Bên nào nặng bên nào nhẹ lao nhân ra ngại ấy tự biết suy xét Nghe được quy bất quy rốt cuộc cung nhà ra Cha con Lý Uyên Lý Thế Dân Liệt như chút được gánh nặng Hai người liên tục kính rượu Nhưng thân sắc phàm trần Liệu có thể uống được bao nhiêu Kết quả chỉ một mình nhóc nhầm tam Đã họ đò ván hai cha con đường vương Càng vị văn võ ba quan hầu tiệc Tiên lên kính rượu thay hai vị điện hạ Đến lượt bách vô cầu ra trận Thì không còn một ai đứng dậy nổi nữa Đường vương uống say Uống vào phun ra Không biết bao nhiêu lần Cứ lôi kéo nhóc nhậm tam Đòi kết bái anh em bắt ly thế dân Phải gọi thằng nhóc là chú Sau cùng vẫn là ngô miễn Không nhịn nổi nữa Xanh nhóc nhậm tam Gương mặt đỏ bừng bừng ra khỏi cung điện Quỷ bất quỷ cười tùm tìm Gọi công nữ hầu tiệc Để bọn họ đưa tiền kiếm lan Cùng đa say khướt trở về tầm cung Còn mình thì lôi kéo bách vô cầu Đi theo ngô miễn Rời khỏi tiệc rượu Đợi đến khi bóng dáng hai người hai yêu biến mất khỏi cung điện Lý Thế Dân vốn đang gục mặt xuống bàn rượu Ngáy kho kho Đột nhiên mở mắt Lâu này hai mắt tần vương toát lên vẻ tinh tường tỉnh táo Nào có vẻ gì là say rượu Để thấy cha mình vẫn đang ôm bầu rượu nằm ngáy Lý Thế Dân cười khổ một tiếng Gọi thay giám công nữ Rượu đám quan viên đã ăn uống no say rời đi Còn bản thân hắn thì cõng cha ruột trên lưng Đưa lên một cố kiểu chờ sẵn bên ngoài Sau đó Đưa Lị Uyên quay về phủ đường quốc công nghỉ ngơi Sáng sớm ngày hôm sau Nhà giam trong Hoàng Cung Truyền ra tin tức Thị Khanh hành thích đã tự sát trong ngục Tên Thị Khanh này chết Cũng rất ngang tảng Thế mà lại đâm đầu vào tường tự sát Đập bùm bụp tới khi đậu phụ vang khắp nơi xương sò nứt vỡ hoàn toàn Mới tắt thở Trừ hăn ra nhưng tên thi khách còn lại dường như cũng đã bàn bạc từ sớm đồng thời tự sát ngay lúc đó Về tên thi khách đó tự tàn sát nhau đến chết không ngờ bọn chúng hung ác với người ngoài mà đối với người mình còn tàn nhẫn hơn thế lúc tin tức truyền đến lị uyên còn say rượu chưa tỉnh vẫn là do thế tử lý kiến thành tiếp nhận xử lý vụ này hắn lập tức phê duyệt tìm một bãi tham ma trôn xác đám thích khách vốn dĩ là tội nhân phạm phải đại tội Không làm nhục thân xác bọn chúng Đã xem như khách khí Nhưng ngày tiếp theo Mỗi ngày quy bất quy Để mang theo hai con yêu quái vào trong hoàng cung Tìm Niêu Nhi giải sầu Ông già cố ý lượn lờ trước mặt Lý Uyên Để cho vị đường vương này yên tâm Cứ như vậy cho đến khoảng 20 ngày sau Trên chiến trường truyền tới một tin báo mới nhất Dương Lâm đột nhiên mang theo 20 vạn đại quân bất ngờ tập kích núi ngoa cương có điều trình Giáo kim dường như đã tính ra được kháo sơn vương sẽ đối phó với mình đầu tiên lập tức dẫn đại quân của mình rút lui khỏi núi ngoa cương ngay trong đêm đem cả ngọn núi trống không tặng cho lão dương lâm trình Giáo kim cũng rất lau cá cả không đi trêu chọc đại quân của dương lâm mà dẫn quân mã của mình chạy thẳng tới ngọn núi tần lĩnh canh thành trường an năm mươi dặm đóng quân trên núi cao để lại cho Lão Dương Lâm Một vấn đề nan giải Muốn đánh được quân ngõ cương Của Trình Ba Vương Thì không thể nào tránh khỏi quân Thái Nguyên Đồn trú trong thành trường An Chuyện bình lực kia chỉ là chuyện nhỏ Nhưng Lý Huyền Bá chơi ném cầu đá Mới thật sự là nhân vật Không thể chọc vào Đại quân của Dương Lâm đuổi tới vị trí Cách thành trường An khoảng 20 dặm Thì liền vội vàng rút quân về Nhưng đại quân của Khao Sơn Vương cũng không rút lui quá xa mà dựng trại đóng quân ở vị trí cùng cách thành trường an 50 dặm không lâu sau quân cần vương khắp nơi dầm dập đổ về mà Lị uyên trong thành trường an cũng sầu não vô cùng trình giảo kim ngày ngày phai người tới mượn lương thực còn đã cái gì mà nếu đưa trong tay đường vương điện hạ không dư giả thì thôi quân qua cường của bọn họ sẽ rút khỏi núi tần lĩnh không gây thêm phiền toái cho đường vương nữa Lị Uyên tức giận Dậm chân bắn chửi Cả người mau cút hết đi Rồi có thể gọi cả đại quân dương lâm Mà các ngươi trêu chọc tới rút luôn đi không Hết trường 146 Trường 147 Quyết chiến Hiện giờ đại quân của Dương Lâm Tiếp cận sát sườn Lị Uyên cũng không dám đắc tội quân quát cường Của Trình Giáo Kim ngay lúc này Cùng mày thành trường an trải qua Mấy triều đại Vô số lần bị binh mã vây khốn Cho nên chuyện tích trữ lương thực Đã thành thói quen Lúc trước khi Dương Quảng vội vã tháo chạy Khỏi thành Trường An Cũng không mang theo lương thực tích trữ trong thành Đợi đến lúc nhớ ra Đình châm bồi lửa Đốt sạch Thì Lý Thế Dân dân theo quân Thái Nguyên vào thành Hiện tại trong thành Trường An Có 12 kho lương lớn Lý Uyên cũng coi như chơi lớn bất chấp Mở hẳn năm kho lương tiếp tế Cho quân Ngoa Cương Nhìn tình hình sắp tới sẽ phải đánh một trận ác chiến với quân tùy Trình giáo kim dù có không biết xấu hổ Thì cũng biết nếu được quân Thái nguyên tan giã Chỉ dựa vào sức của mấy chục vạn quân ngõ cương Tuyệt đối không phải đối thủ của kháo sơn vương Tuy rằng mấy vị tiên trưởng ngô biển quy bất quy Đã đồng ý trợ chiến Nhưng Lý Uyên cũng không dám coi bọn họ như binh tướng mà dùng Bọn họ là dùng để đối phó với sự tồn tịch ưng chân của Dương Lâm nếu hai quân thật sự giao chiến Thì chỉ cần mấy chục vạn quân quá cương Cùng con trai thứ tư Lý Huyền Bá của ông ta là đủ rồi Có điều mặc dù đại quân của Dương Lâm Tập kết ngày càng đông Lại không thấy ông ta có dấu hiệu động binh Thời gian lâu dần Lý Huyền Lê có chút sầu não Trong thành trường An Tuy vẫn còn tới bảy kho lương Nhưng cùng không thể cung cấp nổi Cho sức ăn của mấy chục vạn nhân mã ngõa cương Hiện giờ mới qua nửa tháng Trình rào Kim đã lại phái người tới Thúc giục đòi lương thực Nói rằng số lương thực lần trước đưa qua Không kiên trì nổi 2-3 ngày nữa Bây giờ các đường thông đến thành Trường An Đều bị Dương Lâm nắm giữ Lị Uyên muốn điều lương thực Từ các chư thành của Thái Nguyên Cùng không có khả năng đột phát được Đại quân của Dương Lâm Lị Uyên và Lý Thế Dân suy đi tính lại Cuối cùng vẫn chuyển cho Trình rào Kim Hai kho lương nữa đồng thời cũng nói rõ hiện giờ lực thực trong thành trường an đã cạn kiệt muốn nữa cũng chỉ có thể đi tìm đại quân dương lâm thôi lâu này, thừa dịp đại quân của dương lâm chưa tập kết đông đủ quân hoa cường và quân thái nguyên sẽ liên thủ đối địch còn lý huyền bá sở hữu thần lực vô biên cộng thêm mấy chục vạn nhân mã quân hoa cương đối phó với một mình dương lâm thì vẫn có phần thắng rất lớn Hiện giờ Lý Uyên còn mời được mấy vị tiên trưởng tôi đối phó với vị đại thuật sĩ tịch ứng chân kia. Chỉ cần cản chân được đại thuật sĩ thì Dương Lâm tuyệt đối sẽ không có cơ hội lật ngược thế cờ. Trình Giáo Kim cũng nghe nói bên cạnh Lý Uyên có thêm mấy người. Trông có vẻ như là mấy vị trưởng bối trong nhà người anh em kết nghĩa của mình. Nhưng thời điểm này chiến sự cấp bách Trình Giáo Kim không dám tùy tiện rời khỏi quân doanh. Hiện giờ nghe Lý Uyên nói điều vậy Gà càng khẳng định là mấy vị trưởng bối trong nhà tới rồi Cho nên Trình Ba Vương lập tức đồng ý Ba ngày sau sẽ tự mình dẫn theo đại quân Đến hội quân với quân Thái Nguyên Cùng nhau quyết chiến một trận với Lão Dương Lâm Tràng vàng ba ngày sau Sắc trời vừa sầm tối Toàn bộ mấy chục vạn quân ngoác cương Dưới sự dẫn dắt của Trình Giảo Kim Từ trên núi Tần Lĩnh tràn xuống Khi đại quân lao tới trước cổng thành Trường An cổng thành cũng vừa mở ra mấy vạn quân bình thái nguyên theo lý thế dân lý huyền bá dẫn đầu lao thẳng ra ngoài thành đi cùng với lý huyền bá còn có thêm mấy chục tảng đá nặng Tới mấy vạn cân những tảng đá lớn này được buộc chặt trên xe ngựa đặc chế do một đoàn quân mã vận chuyển từ trong thành ra sau khi bình mã hai nhà hội quân với nhau mấy chục vạn người bao vây lý huyền bá ở giữa Hồ tống cầu ta đi về phương hướng quân doanh đại tùy Mấy ngày nay, mỗi khi có thêm một nhánh quân Cần Vương tập kết, Dương Lâm lại cho quân doanh dịch lên phía trước thêm mấy dặm. Hiện giờ đại quân của Dương Lâm chỉ còn cách thành Trường An chưa tới 20 dặm. Mà thấy mấy chục vạn quân đuổi giết tới, vậy mà nơi này lại không hề có một động tĩnh nào. Liên quân vọt tới trước quân doanh đại tùy, Lý Huyền Bá liền nhắc một khối đá vạn cân lên, ném về phía quân doanh đối diện. Khối đá bị ném vào giữa quân doanh Một lúc sau Vẫn không có động tính gì Trình Lý Huyền Bá cũng cảm thấy khó tin Lại nhắc lên một khôi đá nữa Cho bị ném vào quân doanh lần thứ hai Cùng lúc Lý Huyền Bá Giờ khôi đá trong tay lên Khôi đá đầu tiên bị cao ta ném vào Bông từ trong quân doanh bay ngược trở ra Nhắm thẳng vào vị trí Liên quân đang tập trung đông đúc nhất Mọi người đang kinh hồ hoảng sợ Lý Huyền Bá lập tức Quang khôi đá trong tay về phía khôi đá Đã bay đến giữa không trung Bùm một tiếng nổ lớn vang lên Hai khôi đá va vào, vào nhau vỡ nát Mảnh vụn rơi rụng như mưa Chua xuống đầu liên quân Nháy mắt Đã đập vỡ đầu chảy máu cả mấy ngàn người Nhưng may mắn làm sao Cả đám người đều không có nguy hiểm gì tới tính mạng Để thấy trong đám quân tùy Có người có bản lĩnh ngang cơ mình Trong lòng Lý Huyền Bá Bắt đầu có chút không nắm chắc Cậu ta do dự một chút Rồi lại nhấc một khối đá khác lên Dùng hết sức bình sinh Ném về phía quân doanh đại tùy Lần này khối đá bay tới giữa khoảng không Phía trên quân doanh đại tùy Thì đột nhiên khựng lại Đức Yên không nhúc nhích Cơn như có một người vô hình Đang giữ lấy nó không cho rơi xuống Lâu này từ trong quân doanh đại tùy Có một giọng nói giả nua truyền ra Tiểu bối Chỉ biết dùng chút thuật pháp vớ vẩn này mà không dám khoe khoang trước mặt ra ra à bây giờ đến lượt ra ra Dùng người tăng cường trí người này còn chưa dứt lời không khí bên cạnh lý huyền bá đột nhiên bật ra một tiếng cười chế nhạo kế đó là một giọng nói cay nghiệt độc nhất vô nhị vang lên ông già yên tâm chưa không phải bố già tịch ứng chân của ông đâu một câu còn chưa dứt đã thấy khôi đan lơ lửng rất không trung đột nhiên đổ tung từ một tảng đá lớn đổ thành vô số hòn đá nhỏ Cơn nắm tay Bán rào rào xuống đầu đám binh sĩ Đang chờ xuất trận bên trong quân doanh Lúc trước khi hai khối đá va chạm nhau phát nổ Đã đánh cho không ít quân ngõ cường máu chảy đầm đìa Bây giờ đám đá vụn kia lại có uy lực như dùng đỏ bắn ra Bị sĩ quân tùy bị bắn phát nào Thùng người phát đấy Ngay lập tức Từ trong quân doanh đại tùy nhôn nháo vọng ra Tiếng kêu thê thảm như quỷ khóc sói gào Kẻ nào to gan Dám ám hại ra ra Trong quân doanh Truyền ra một tiếng giống to Rồi một ông già mặc đạo bào màu vàng Theo hình bắt quái Bay lên khoảng không phía trên quân doanh đại tùy Người này tuổi tác ước trường 60 Trong tay cầm theo Hai thanh trường kiếm Ông ta dừng lại giữa không trung Tay phải cầm kiếm dơ lên âm mũi kiếm chỉ thẳng về phía liên quân nói tiểu bối vô tri già già đã hiện thân chúng ta một chọi một đấu pháp kẻ nào thua mấy cầu còn chưa nói hết đã thấy mấy chục khôi đá quanh người lý huyền bá đồng thời bay lên giữa không trung không đợi đối phương kịp có phản ứng mấy chục khôi đá khổng lồ Đã đôi nhạo lao nhanh như chớp nhắm thẳng về phía ông già đang cầm song kiếm người nọ sợ đến mức mặt mày tay mét vội vội vàng vàng lắc người né tránh khôi đá đầu tiên đang tranh thủ thời gian tìm chỗ trốn thì khôi đá thứ hai đã bay thẳng tới trước mặt ông ta lại phải dùng hết sức lực toàn thân lắc mình tránh đi nhưng đến khôi đá thứ ba thì không tránh được nữa Giảm một tiếng người này đến tên còn chưa kịp xưng ra đã bị khôi đá hốc bay đi xa tít tất cả những ai chứng kiến một màn này Đều mặc định công lao thuộc về Lý Huyền Bá Vì triệu vương điện hạ Mới mười mấy tuổi này Từ bao giờ có được bản lĩnh đến thế Bao nhiêu là tảng đá Cùng lúc bay tới như vậy Dù có là thần tiên trên trời Thì cũng không thể nào né tránh được Liên quân tức khắc không ngừng kích động hô to Mà đại doanh quân tùy đối diện Thì đã loạn hết cả lên Lâu này Liên thế dân ra lệnh một tiếng Liên quân lại một lần nữa ban đầu công kích về phía quân doanh đối diện lần này rốt cuộc thì đại doanh quân tùy đã có phản ứng ba phía cửa lớn đồng loạt mở rộng bình lĩnh quân tùy bên trong như thủy triều ảo ạt tuôn ra ngoài trải qua nhiều lần tập kết hiện giờ đại quân của dương lâm đã không thua kém liên quân ngoã cương thái nguyên là bao trong tay lý huyền bá đã không còn đá tàng đề dùng nếu chỉ là hai quân hỗn chiến những binh sĩ nhà tùy được huấn luyện tôi rèn quanh năm Chờ chắc sẽ thua không bao lâu sau trên chiến trường đã loạn thành đồi cháo quân tùy và liên quân quấn lại với nhau tách công tách không ra ly huyền bá đi lên nhặt một khôi đa lớn ban nãy bị ném đi muốn tìm vị trí có đông quân tùy nhất để xuống tay mới phát hiện trong quân địch có quân bình trong quân bình cũng có quân địch tìm không ra vị trí có thể đem đá Cậu ta chỉ đành từ bỏ trò này Từ trên xe ngựa Lấy xuống hai cây chùy vàng to cỡ quả bí đỏ Cơ thể quân tùy Là vung chùy lên đập chết Hai bên rằng có một hồi lâu Từ trong quân doanh đại tùy Là có một đảo quân nữa sông ra Dân đầu chính là Kháo Sơn Vương Dương Lâm Và vị sư đệ đồng thời Là con trai nuôi La Phương của ông ta Bên cạnh bọn họ Còn có một ông già mặc đạo bào Theo bát quái khoảng hơn 60 tuổi Đúng là người vừa nãy Bị đá tàng húc bay Chỉ là hiện giờ trên người ông ta Không hề có một chút thương tích nào Thậm chí ngay đến quần áo Cũng không hề bị tổn hại Hết trường 147 Trường 148 Quyết chiến Đội nhân mã này vừa xuất hiện Tình hình chiến đấu lập tức xảy ra biến hóa Đội ngũ này liên tục leo chết tiến công liên quân Ngoa Cường và Thái Nguyên trong lúc đó Ông già mặc đạo bảo bắt quái Và không ngừng thi triển thuật pháp Đánh về nơi quân đối phương tập trung đông đảo Ông ta mặc kệ trong đám người Có trộn lẫn quân tùy hay không Liên tục gọi thiên lôi đánh xuống Tiếng sấm vỡ vang Là liền có mấy trăm người đồng loạt ngã xuống đất Trong đó Có hơn phân nửa là quân tùy Theo dương lâm xuất trình Nhìn thấy người này ra tay chẳng phân biệt địch ta Sau mặt dương lâm và la phương Đều ít nhiều có chút oán thắn nhưng nghĩ lại ông ta đến đây ra mặt thay mình Cũng khó mà nói gì được Chỉ đành nhắm vào chỗ liên quân đông đúc nhất Mà lao tới Hy vọng nhanh chóng kết thúc trận chiến này Tổn thất bên mình Cũng sẽ giảm bớt đi Liên quân bên này Cũng đã phát hiện ra sự có mặt Của đội quân kia Lị Uyên và Trình Giảo Kim lập tức Tìm đủ mọi cách để tiêu diệt ông già Mặc đạo bào bát quái kia Ban đầu bọn họ dùng công tiễn muốn bắn chết ông ta, nhưng ông già này dường như có thần linh tương trợ. Mỗi khi có một mũi tên lao về phía ông ta, thì đều xuất hiện một trận gió lớn thổi bay mũi tên đi. Ngược lại, còn khi công thủ bị ông già chú ý, đạo thiên lôi tiếp theo liền giáng thẳng về phía các công thủ. Lúc này Nhọc nhậm tạm ẩn thân trên xe ngựa chờ đá tàng lúc trước quay sang đối với quê bất quy la bất tử. Chúng ta cứ ngồi ở đây xem náo nhiệt thế thôi hả Sao bảo ông mô tịch ưng trần Cũng sẽ xuất hiện cơ mà Sao lại Bây giờ vẫn chưa phải lúc chúng ta ra tay Quy bất quỳ quay mặt Nhìn sang hướng Lý Uyên Lý Thế Dân Cười một chút rồi nói tiếp Vì đường vương điện hạ này Vẫn còn vô liếng chưa bỏ ra hết Nhà bọn họ còn chưa vội Chúng ta gấp cây rẻ Trong lúc quy bất quỳ nói chuyện Đội quân của Dương Lâm đã phát hiện ra hành tung của Lý Uyên và Lý Thế Dân Khao Sơn Vương liền chỉ huy đội ngũ chuyển hướng đuổi giết sang bên này Ông già mặc đạo bảo bắt quái Ngồi trên ngựa cười to một trận Tiếp tục dẫn thiên lôi Đánh về phía hai cha con Lý gia. Đầu lục trên đỉnh đầu hai cha con Lý Uyên Lý Thế Dân Vàng lên từng đợt sấm rền Bên cạnh bọn họ Đột nhiên có một người đàn ông Mang mặt nạ lôi công vọt ra khỏi khắc tia sét trên cao bổ xuống người mang mặt nạn lôi công lên gờ tay ném một lá bùa vàng bay thẳng lên giữa không trung sâm xét nhanh mắt đánh trúng lá bùa đánh đặt tờ giấy gai vàng đó đi mà sức mạnh của sâm xét cũng tan biến bởi may mắn bảo vệ được tính mạng của lý uyên và lý thế dân sau đó lại có thêm hai ba người nữa cưới chiến mã chạy ra từ sau lưng lý uyên bọn họ vừa xuất hiện liền không ngừng thi triển phép khống hỏa, bê ra vô số cầu lửa đánh về phía ông già mặc đạo bảo bát quái. tuy phép khống hỏa không phải đại thuật pháp cao siêu gì, nhưng cơn mấy chục lại mấy chục quả cầu lửa liên tiếp đánh ra như vậy, và khiến cho ông già kia có chút đau đầu. những quả cầu lửa này sang đến dị thương bên trong hẳn là còn dâu diếm thứ gì đó. Ông già kia không rảnh lo xuống tay Với cha con Lý Uyên Lý Thế Dân nữa Mà cùng với Dương Lâm La Phương Không ngừng thi triển thuật pháp Đành bay hết đám cầu lửa bắn sang đây Người mang mặt nạ lôi công Ở phía đối diện Nhìn ra được lợi thế liền thúc chiến mã dưới hông Dưới sự yểm hộ của một chuỗi cầu lửa nhằm hướng đội ngũ của Dương Lâm vọt tới Trong tay người này Xuất hiện thêm một thanh trường kiếm Loang lổ vết dì xét rông tầm một tiếng rồi lê kiếm ném về phía ông già mặc đào bảo bắt quái trường kiếm nhắm hướng ông già lao đi nhanh như chớp mà thầy thanh kiếm này sắp sửa đâm xuyên qua yết hầu đối phương bất thình lình có một bóng người xuất hiện đứng chăn ngay trước người ông ta bóng người này tay cầm hai thanh trường kiếm trang một tiếng một trong hai thanh kiếm bay đi đánh rời trường kiếm dì xét giữa không trung sau đó Thành kiếm còn lại trong tay bóng người công rời tay Bay về phía người mang mặt nạ lôi công Người mang mặt nạ lôi công Tưởng mình đã đắc thủ Thế tình hình này thì không khỏi hốt hoảng Phạm khi của hắn đã rời tay Chỉ có thể nhanh chóng Móc trong ngực ao ra Một lá bùa ngăn cản Những lá bùa còn chưa kịp ném ra Kiếm của người kia đã đâm trúng ngực hắn Người mang mặt nạ lôi công Hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất sau đó thì bị trên vã bên người dâm đạp mà chết Lúc này mọi người mới nhìn thấy rõ bóng người vừa xuất hiện kia Thế mà có gương mặt giống y hệt với ông già mặc đạo bảo bát quái Chỉ là trên thân thể người này dày đặc vết thương Có lẽ ông ta cùng khoang một bộ đạo bảo bát quái Chẳng qua hiện giờ A à khoang đã bị rách tơi tả Trông giống miếng vải rách quàng vội lên người Người này chính là người ban nãy Bị đá tảng nện vào người Ông ta với ông già sau lưng Là anh em sinh đôi Đều là đệ tử của đại thuật sĩ tịch ưng chân Hai người bọn họ Cùng họ với ngô miễn Một người là ngô hảo Một người là ngô nghi Là con cháu dòng dõi phú hảo Trong thành giang đô Năm mươi năm trước Đại thuật sĩ từng ở nhà bọn họ Ăn trực mấy năm Sau đó thu nhận hai anh em này Làm đệ tử coi như thay tiền cơm vốn dĩ Quy tăng của đại thuật sĩ Chỉ nhận một đệ tử Nhưng một cặp song sinh Thì cũng không khác gì một người Cho nên coi hai người bọn họ Như một mà dạy dỗ Lại nói tư chất của hai anh em nhà này Cũng không tệ Yên nhân còn mạnh hơn Dương Lâm Và La Phương nhiều Sau khi Dương Lâm bảo vệ tùy đế Dương Quảng Chạy trốn đến Giang Đô Trong lúc vô tình Biết được nơi này còn có sư huynh đệ của mình Ông ta đích thân đến tận nhà bái phòng Mới phát hiện thuật pháp của hai người bọn họ Đều mạnh hơn mình và La Phương rất nhiều Lập tức trở về xin tùy đế gia phong cho hai người bọn họ Trước đại tướng quân Vậy là hai anh em họ ngô Rời nhà lên đường Trở giúp Kháo Sơn Vương tiêu diệt quân phản loạn Đúng vào lúc Dương Lâm Và có thêm một chút tự tin Thì lại phát hiện một chuyện vô cùng tốt Khi ông ta đang trên đường đi tới chuyên thánh chỉ cho hai anh em họ ngô Đi ngang qua một ký viện trong thành Thì đột nhiên nghe thấy Một giọng nói quen thuộc từ bên trong chuyển ra Làm Dừng lầm cả đời Chưa từng đặt chân vào ký viện Ấy vậy mà vừa nghe thấy giọng nói này Thì liền tung người nhảy xuống ngựa Sọc vào bên trong Quả nhiên trông thấy Đại thừa sĩ tịch ưng chân Đang đứng tính tiền chuẩn bị rời đi Dưới sự này để khẩn cầu tha thiết của Dương Lâm Tịch ứng chân Vừa luôn bảo che cho con mình cuối cùng cũng đồng ý tòng quân trợ chiến. Có điều đại thuật sĩ không thích theo đoàn quân chạy loạn khắp nơi. Cho nên thương lượng với Dương Lâm rằng mình chỉ phụ trách bảo vệ an toàn cho tùy đế Dương Quảng. Nếu như có quân phản loạn đánh tới, đại thuật sĩ có thể ra tay đẩy lùi. Nhưng bảo tịch ưng trần tòng quân làm lính thì lão thuật sĩ không thể mất mặt như vậy được. Chẳng qua chỉ đối phó với một mình Lý Huyền Bá. Có anh em họ ngô cũng đã đủ rồi. Dương Lâm cân nhắc lợi hại một hồi Mới quyết định xuân lĩnh đại quân Đi về quét quân ngõ cương Vốn dĩ định dùng trình rào kim Xem thử trình độ anh em họ ngô Sâu cản thế nào Không ngờ trình lão tứ còn lươn hơn cả cá trạch Thế mà trực tiếp xua quân chạy thẳng đến thành trường An Lão Dương Lâm vốn định diệt trừ được quân ngõ cương xong Sẽ dẫn đại quân đi xử lý quân Thái Nguyên Nhưng tình hình đến hiện giờ thì ông ta cũng chỉ đánh bất chấp mọi giá, đều đồng phân nửa các lộ quân Cần Vương đến thành Trường An, một pha tàn uy hiếp từ quân Thái Nguyên và quân ngõ Cường trong một lần luôn. Hiện giờ đã có hai anh em họ Ngô hỗ trợ, Một mình Lý Huyền Bá không thể tạo nên sóng gió gì, trong lòng rừng lầm không khỏi mừng rỡ, tiếp tục chỉ huy đại quân tiến đánh về phía đường vương Lý Uyên, bấy tu sĩ vừa đánh ra cầu lửa về phía đối phương, nhìn thấy đồng bọn chết thì liên rối loạn Bọn họ cũng không mang tới cha con Lý Uyên nữa Quay ngựa tháo chạy ra khỏi chiến trường Nhưng ông già ngô hào Áo rách tả tơi Đã động sát tâm Không để ý tới mấy người đó Đã chạy vào trận doanh quân tùy Gọi thiên lôi bổ thẳng xuống đầu bọn họ Mấy chục đạo thiên lôi Nối tiếp nhau ầm ầm đánh xuống Ngoài trừ mấy tu sĩ đang cắm đầu bỏ chạy Ước chừng còn có mấy ngàn quân tùy Cũng chịu xét đánh táng mạng theo Dân Lâm tức giận với phương thức Đánh nhau không phân địch ta của anh em họ ngô Nhưng lại không dám đắc tội bọn họ Chỉ có thể dân theo hai người đó Tiếp tục truy đuổi về hướng cha con Lý Uyên Chỉ cần giết chết Đường Vương và Tần Vương Lại lấy mạng Lý Huyền Bá Trận chiến này coi như kết thúc Lúc này Lý Huyền Bá cũng đã vội vàng Quay về cứu viện phụ thân và nhị ca của mình Đội quân của Dương Lâm một lần nữa Xung phong về phía mấy cha con Lý Uyên mà thời hại anh em họ ngô Lại định gọi sớm xét Một nam nhân tóc bạc đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lý Huyền Bá Đúng lúc này Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên Đìa lôi điện màu đỏ cam Bổ thẳng lên người nam nhân tóc bạc Dù bị xét đánh trúng Nhưng nam nhân tóc bạc Vẫn không có chuyện gì Y còn đã một nụ cười lạnh với đám dương lâm Đang kinh hãi Chậm rãi mở miệng nói Đánh chúng ta rồi Đây là do cả người động thủ trước Hệ trường 148 Trước 149 Quyết chiến Nam nhân tóc bạc Chính là Ngô Miễn Y còn chưa nói hết câu Thì đã có tia xét thứ hai đánh xuống Một khoảnh khắc trước khi tia chớp này bổ xuống Nam nhân tóc bạc Chân nhìn về phía Ngô hào Đang thi pháp đánh mình Cô quái cười một chút Khi nụ cười ấy vừa hiện lên Cả bầu trời phía trên chiến trường Trong nhanh mắt tối sầm lại Cùng lúc Ngô Hào thi pháp đánh ra tia xét thứ hai Trong mây mù chợt truyền đến một tiếng rồng ngâm Sau đó một tia chớp hình cự long cũng đánh xuống theo Tia chớp hình cự long ở giữa không trung Cắn xé tia xét của Ngô Hào gọi ra Theo một tiếng nổ vang tia xét này bị cắn cho vỡ vụn Tia lửa điện văng vãi khắp nơi từ trên trời trút xuống đất ảo ảo như mưa Sau đó tia chớp hình cự long dáng thẳng xuống vị trí phía trước đội ngũ của Dương Lâm và hai anh em họ Ngô, đánh ra một lỗ thùng sâu không thể đáy trên mặt đất. Tia chớp này dọa cho tất cả những ai có mặt trên chiến trường đều phải trợn mắt há mồm, quên mất rằng bản thân đang ở trong chiến trường sinh tử. Mà trên mã hai chân cốc bắt đầu không kiềm chế được liên tục hí vang, phần và nước tiểu mất khống chế rơi vãi đầy đất, Bọn chúng không chịu nghe theo hiệu lệnh Của chủ nhân trên lưng Nhồn nháo quay đầu bỏ chạy khỏi chiến trường Bình sĩ bị hận văng khỏi lưng ngựa Rơi xuống đất Bị keo lê hoặc bị dẫm đạp Chết nhiều vô số kể Lông này Ngô Hảo cũng biết mình Đã chọc phải người không nên chọc Liền không chút do dự Thi triển độn pháp ngũ hành Muốn chạy trốn Mà thấy bóng dáng ông ta dần biến mất Trên đỉnh đầu lại vang lên một tiếng sấm nữa Rồi tiết chấp hình cự long thứ hai từ trên trời giáng xuống tia sen bổ thẳng xuống ngô hào đang chuẩn bị biến mất ngay tức khắc hóa ông ta thành một đám sương khói hình người cuối cùng tiêu tan vào không khí động tinh lần này tuy rằng rất lớn nhưng lại không ảnh hưởng tới những người khác trong đội ngô mấy vạn người này chỉ có một mình lão già ngô hào gặp xui xẻo còn những kẻ khác thì chỉ bị dọa sợ choang váng cuối cùng vẫn là lão dương lâm phản ứng lại trước tiên Khao Sơn Vương hít một hơi thật sâu Nói về ngô miễn Đức bên cạnh cha con Lý Uyên Ngô miễn tên sinh Ngài hạ cơ gì lại phải bán mạng cho tên phản tạc Lý Uyên này Ban đầu thì tiến cử trình dạo kim cho ta Bây giờ lại công khai xuất hiện giữa hai quân Nghe nói Ngài cũng xuất thân từ phương sĩ Lẽ nào đây Chỉ là không thao túng vận nước Nhờ lời phương sĩ vẫn nói sao Ánh mắt người mù Lỗ tai cung điếc Cô mình có chút không kiên nhẫn Liếc nhìn kháo sơn vương một cái Tiếp tục nói Và nay dù người không nhìn thấy tên đó gọi xét đánh ta Thì cũng phải nghe thấy ta nói rằng Lão ta đánh chúng ta chứ Là do lão ta ra tay trước Và lệ nào quy định Bị đánh thì không được đánh trả Là ta gọi thiên lôi đánh ngươi, Cơ gì ngươi lại đánh trả vào huynh trường của ta Lâu này Ngô Nghị đã đau khổ đến ngu người Vừa gào khóc anh trai Vừa rông lên với Ngô Miễn Là ta gọi thiên lỗi đánh người đây Người có bản lĩnh thì báo thù ta đây này Sao lại ra tay vị huynh trần Đùng một tiếng Không đợi Ngô Nghị nói hết lời Một tia chớp hình cự long nữa lại giáng xuống Công trào nhay mắt Hóa ông ta thành một làn khói mỏng Chỉ trong chốc lát như vậy Hai anh em họ Ngô Đều dắt tay nhau đi xuống dưới đầu thai Dường lầm vốn định đi sang biệt miệng ông ta lại Nhưng kết quả vẫn chậm một bước Lại cứu được cái mạng già của mình Xuống dưới nhớ thay ta Người lời xin lỗi đến đại ca của người Ngô Mến không mặn không nhạt nói một câu Sương khói của Ngô Nghi cũng đã tiêu tán vào không khí Bây giờ trong thầy rừng lầm không còn chỗ dựa nữa Lý huyền bá liền thi triển thuật pháp di chuyển tới vị trí mấy khôi đá rơi xuống một lần nữa nhấc đã lên ném về phía dương lâm không còn hai anh em họ ngô trông đỡ dương lâm sao có thể đối phó được với mấy khối đá vạn cân này chỉ có thể thúc ngựa chạy đi không ngừng tranh né bảy tam khôi đá ném xuống đã đập chết không ít thân binh bên người dương lâm vô gì bên cạnh dương lâm còn có khoảng mấy vạn người xúm lại vây quanh có điều nhất binh lính này vì né tránh đá tảng từ trên trời rơi xuống Mà không dám bám theo quá gần dương lâm nữa Kết quả Đường đường một kháo sơn vương dưới tay thông lĩnh Mấy chục vạn quân Mà bây giờ trên chiến trường Bên người chỉ còn lại hai ba mươi thân binh cưỡi ngựa Lúc này chỉ cần Lý Thế Dân Dẫn theo bản bộ nhân mã Thái Nguyên Xông lên là chút binh mã của Dương Lâm trong nhanh mắt sẽ bị nuốt chừng ngay Thầy đường Lý Thế Dân thương em trai mình Dự định nhận lại đại công lao cho tứ đệ Lý Huyền Bá Mà các tướng sĩ quân quá cương Cũng không có ý định xông lên nhặt của hời Bởi nói thế nào Thì Lao Dương Lâm cũng là đệ tử của đại thuật sĩ tịch ưng chân Tên mặt trắng tóc bạc kia Dám dùng xét Đánh chết hai đệ tử của ông ta Còn Lao Đại Trình rào kim nhà bọn họ Thì không to gan được như thế Trong lúc Dương Lâm đang phóng ngựa không ngừng né tránh như khối đá từ trên trời rơi xuống Cổng thành trường an đột nhiên mở ra Thế tử Lý Kiên Thành Vô đang thay Lý Uyên trong nhà Lại đột nhiên dẫn theo Hơn một vạn người lao vọt ra Đội quân này vừa xuất hiện liền lao thẳng Tây trộ Hai ba mươi kỵ binh bên dương lâm Ngoài trừ cha con kháo sơn vương Còn lại nhất tế diệt sạch toàn bộ Cả người lẫn ngựa Dương lâm biết rõ ngày hôm nay Mình đã không còn đường sống Cho nên cũng bất chấp tất cả mùa lôi kéo vì thế từ đường vương này chết chung với mình thế nhưng cảnh tượng giống như ở cổng thành thái nguyên lần đó một lần nữa tái hiện bất kể ông ta và la phương có thi pháp thế nào trước sau đều không có một chút hiệu quả mà hơn một vạn binh mã của lý kiến thành cũng không cho ông ta có cơ hội thi triển thuật pháp cả đại đội nhân mã lại lần nữa lao về phía lão dương lâm và la phương Mặc dù Kháo Sơn Vương một thân kinh nghiệm xa trường Bất đắc di tuổi tác đã cao Cuối cùng đến binh khí trong tay Cũng bị đánh rơi trong hỗn chiến Còn là Vương thì chết thảm giữa loạn quân Để khi nhìn thấy chỉ còn một mình Lão Dương Lâm tay không tất sắt Đại quân của Ly Kiên Thành mới dừng lại Bọn họ đứng giạt sang hai bên nhường đường Để cho vị thế tử điện hạ kia Cầm đại đao bước tới trước mặt Dương Lâm Nhược tay vùng đao Chém lìa đầu Kháo Sơn Vương một thời lừng lẫy uy danh. Trước khi chết, trong đầu lão Dương Lâm chỉ còn lại một ý niệm cuối cùng. Sợ biệt sẽ phải chết trong tay tên tiểu nhân này, còn không bằng để Lý Huyền Bá dùng đá đập chết. Thấy rằng thủ cấp của lão Dương Lâm đã bị thế tử nhà mình chém xuống. Thần bình bên cạnh hắn liền nhặt cái đầu lên, treo vào một cây xào trúc rất cao. Sau đó, trăm hộ vệ vây quanh cây xào treo đầu người, vừa phóng ngựa Chạy quanh trận doanh quân tùy Vừa cao giọng hô to Dương lâm chết rồi Đường vương thế tử điện hạ Lý Kiên Thành Đã chém đầu kháo sơn vương Cả người mau chóng đầu hàng Lý Kiên Thành điện hạ Đã chém đầu lão tặc kháo sơn vương Dương lâm nhà các ngươi Trong tay đầu của kháo sơn vương Bị treo lên ngọn cây trúc Đáng quân tùy còn lại Cũng không có ý chí chiến đấu nữa Không chạy tán loạn khắp nơi thứ cũng bị quân ngoã cương và quân thái nguyên bắt được một trận đại chiến cuối cùng kết thúc bằng cái chết của Lao dương lâm Trường kiến tiếng chuyện đã xảy ra bất kể là quân ngoã cương hay là quân thái nguyên của lý uyên trong lòng đều cảm thấy bất mãn với cách làm của lý kiến thành Lao dương lâm bị lý huyền bá em trai ngươi một đường đem đá truy đuổi chàng ngươi cùng lão nhị Lý thế dân đều không ra tay ngay cả quân quá cường cũng không chạy đến cướp công thế mà cuối cùng lại để cho lý kiên thành nhà ngươi nhặt được của hơi ấy thế mà lý kiên thành vẫn coi mình như vừa mới lập được đại công phong ngựa đi theo đoàn người diễu hành thủ cấp một lúc rồi mới quay lại chạy tới bên cạnh phụ thân mình hắn nhảy xuống ngựa mặt đỏ bừng bừng nói với đường vương phụ vương nhị thần may mắn không làm nhục mệnh đã chém đầu địch thủ kháo sơn vương dương lâm Lão Dương Lâm đã chết Hồn quân Dương Quảng liền như mất một cánh tay Để lúc đó thiên hạ liền Chúc mừng đường Vương Điện Hạ Sinh ra một đứa con trai giỏi giang như thế Đúng lúc này Đại tướng đơn hùng tín của quân quá Cưng Đột nhiên cưới ngựa đi tới Không mặn không nhạt chen ngang một câu Nói rồi hắn liền chuyển đề tài Xoay người nói với Lý Uyên Nhưng đường vương đã có hiệp ước Với ma vương nhà ta Mong Điện Hạ chưa có đổi ý Ai lấy được mạng hôn quân Dương Quảng Sẽ là chủ nhân thiên hạ này Đương nhiên Lý Uyên bìm cười đáp lại Đang muốn phái người đi mời Hôn thêm ba vương trình Giảo kim Tới thương lượng xem Nên hợp bình tiên đánh thành giang đô Như thế nào cho hợp lý Đột nhiên nghe thấy tiếng lao nhị nhà mình Hừ lạnh một tiếng Sau đó Lý Thế Dân lên tiếng hỏi đơn Hồng tín Đơn tướng quân Thế dân thấy hình như Trình Ma Vương Không ở trong quý quân gì Không biết Điện Hạ nhà các người đi đâu rồi Tần Vương Điện Hạ hỏi Ma Vương nhà ta ấy hả <laughs> Nói đến đây Đơn Hùng Tín đột nhiên ngông cuồng cười to một trận Nó với Lý Thế Dân Không dối gạt Điện Hạ Hồ Thế Ma Vương nhà ta ba ngày trước Đã dân đầu mời vạn nhân mã vượt qua dãy tần lĩnh chỉ mấy ngày nữa là có thể đuổi tới Giang Đô Đường vương Điện Hạ Đợi đến khi trình ba vương nhà chúng ta Tự tay làm thịt hôn quân Dương Quảng Mong rằng Điện Hạ Có thể tuân thủ giao ước Hết trường 149 Trường 150 Tùy vong Nói chính xác thì Mười vạn đại quân của trình Giảo kim Đã hành quân vượt qua dãy tần lĩnh Từ hơn 10 ngày trước xuất phát về hướng thành Giang Đô. Bọn họ thay quân phục của quân Cần Vương các nơi. Dọc theo đường đi mỗi khi qua trạm kiểm soát của quân tùy thì đều tự xưng là quan binh được Khao Sơn Vương Dương Lâm phái quay về thành Giang Đô hộ giá. Cứ như vậy suốt chặng đường đi, thuận lợi không hề gặp phải trở ngại. Mười vạn quân mã này hiện đã ẩn mình trên một ngọn núi cao gần thành Giang Đô. Dựa theo kế hoạch Chỉ cần đợi trình Ba vương đuổi tới Là sẽ lao xuống núi đánh úp vào thành Giang Đô Ba ngày trước Trình Giáo Kim sau khi thương lượng với Lý Uyên Chọn ngày hôm nay Để quyết chiến với Dương Lâm Vừa quay trở về liền vẽ mặt nhuộm dâu Thay đổi khôi giáp của một tướng quân trong quân tùy Dưới sự bảo hộ của đám thân binh Vượt dãy tần lính đuổi tới Giang Đô Đại quân Ngoã Cường ở nơi này Giao cho quân sư từ Mậu Công chỉ huy Lúc đại quân xuống núi Từ Mậu Công còn tìm cậu em vợ Tây Quốc Viễn của thủ lĩnh quân Ngoa Cương đời trước Cho hắn bôi mặt xanh Nhuộm bạc dâu tóc Cài trang thành trình rào kim Đi cùng với đại quân xuống dưới Tề quốc viễn đứng ở vị trí cách khá xa Hai cha con Lý Uyên, Lý Thế Dân Hai người bọn họ Cũng chỉ nhìn thấy loang thoáng trình rào kim Được quân ngõ cường bao quanh Nên cũng không suy nghĩ nhiều Ai mà cần được tình hình Lại diễn biến thế này Hai cha con Lý Uyên Lý Thế Dân Vì thế cũng không rảnh lo dọn dẹp chiến trường nữa Mà lập tức dẫn theo 7 vạn đại quân Thái Nguyên Vội vội vàng vàng xuất phát đến thành Giang Đô Không nghĩ lạ lần này Hai người ngô miễn và quy bất quy Là rất dễ nói chuyện Cha con Lý Uyên chỉ nói mấy câu Bọn họ đã đồng ý cùng đi Giang Đô Chỉ có một điều kiện là dẫn theo cả vị tiểu thư tiên kiếm lan kia Hiện giờ trường An gần như Đã là một tòa thành trống Lị Uyên lên đường đã mang đi hết Những gì có thể mang đi Chỉ để lại 3.000 quân binh Và thế tử Lý Kiến Thành ở lại trong nhà Nếu có một lộ quân cần vương nào Bất ngờ kéo tới muốn báo thù Cho Kháo dân Vương E là 3.000 thủ hạ của Lý Kiến Thành Cũng chỉ có thể thủ thành được chừng Hai canh giờ Trên đường hành quân Lị Uyên trước 7 vạn quân này Thành 3 đường Hai người con trai Lý Thế Dân Lý Huyền Bá Dựa theo một vạn kỵ binh đi trước Tranh thủ thời gian nhanh chóng Đuổi tới trước khi Trình Giảo Kim Đánh hạ thành Giang Đô Có mặt Lý Huyền Bá Chỉ cần thành Giang Đô chưa bị công phá Thì vẫn có cơ hội đảo ngược tình thế Ngô miễn quý bất quý Mang theo hai con yêu quái Cũng ở trong đội ngũ này Lý Uyên mang theo phân nửa bộ binh còn lại Đi ngay phía sau Cuối cùng là Quân nhu nặng đề Chậm rãi đi theo chốt đoàn Vốn đường vương đinh đinh rằng Thành Giang Độ vẫn còn 20 vạn ngự lâm quân hộ vệ cho Dương Quảng Lại thêm vì đại thuật sĩ tịch ưng chân sư tôn của Dương Lâm ở bên cạnh Thì 10 vạn đại quân của Trình Giảo Kim Cũng không có khả năng phát được thành chỉ trong mấy ngày Dọc đường đi Lị Uyên còn ôm mộng tưởng rằng Trình Giảo Kim đánh thành Giang Độ nhiều ngày liền Cuối cùng lưỡng bài câu thương với 20 vạn ngự lâm quân Ông ta đi tới Và lúc ra tay thu dọn tan cục Nhưng đã làm mộng Thì ắt phải có ngày tỉnh lại Khi Lý Uyên dẫn mấy vạn đại quân Đi chưa được nửa đường Thì Lý Thế Dân ở đằng trước Đã truyền tới chiến báo Khi bọn họ đuổi tới thành Giang Đô Tòa thành này đã bị quân ngoã cương công phá Hồn quân Dương Quảng Đã chết trong tay Trình Giảo Kim Quân tiền phòng của Lý Thế Dân Lý Huyền Bá Còn chưa đuổi tới thành Giang Đô Thì tham bã phía trước đã báo tin về Ba ngày trước Trình Giảo Kim đã dẫn theo quân Hoa Cường Công phát thành Giang Đô Lúc đầu Lý Thế Dân vẫn chưa lấy gì làm hoảng Bỏ qua vị đại thuật sĩ kia không nói Thì trong thành Giang Đô Vẫn còn những 20 vạn ngự lâm quân Dù cho quân Hoa Cường Có phát được thành đi chăng nữa thì tùy đế dương quảng chắc chắn Cũng sai được ngự lâm quân hộ giá chạy trốn khỏi thành Giang Đô Chỉ cần hai anh em bọn họ Bố trí chặn đường thỏa đáng Thì có khi dương quảng lại chết trên tay Hai anh em nhà bọn họ cũng nên Bên ngày nay Quần báo liên quan tới thành Giang Đô Luôn rất hỗn loạn Tiến tức trình rào kim công pháp thành Giang Đô Quả thực chuẩn xác Nhưng trừ chuyện đó ra Thì các tin tình báo khác đều rất loạn có tin nói Dương Quảng đã được ngự lâm quân hộ giá chạy thoát Có tin lại nói Có đảo quân Cần Vương đã đón Dương Quảng đưa đi Dự định bắt trước vì Tào Tháo kiêu hùng thời hán mặt Lê danh nghĩa phò thiên tử Hiểu lệnh các chư hầu trong thiên hạ Còn có tin nói Dương Quảng đã treo cổ tự tử Là có tin rằng Dương Lâm dẫn nhân mã giết trở về Kêu được tùy đế Dương Quảng Từ trong tay trình dạo kim Đồ loại tin tức ly kỳ khiến chính bản thân lý thế dân cũng không nắm chắc được đúng sai khi bọn họ thúc ngựa suốt đêm chạy tới trước cổng thành giang đô suốt cuộc nhận được tin tức cuối cùng vào ngày thành bị phá Hồn quân dương quảng đã chết trong tay trình rào kim Nghiệp túc mà nói trên báo mà lý thế dân nhận được trước đó vẫn còn mấy phần sự thật đúng là đã có người muốn học theo tào tháo dự định sau khi khống chế được tùy đế dương quảng sẽ dùng vị hoàng đế này không chế quần thần trong thiên hạ Thế nhưng không có quần cần vương nào ở đây cả Mà chính là thủ vệ 20 vạn ngự lâm quân của Dương Quảng Thủ lĩnh của ngự lâm quân Tên gọi là Vũ Văn Hóa Cập Thuộc dòng dõi con cháu Thuộc quý tộc Bắc Chu Về sau Bị tùy văn đế Dương Kiên soán quyền Sau đó trở thành trọng thần Dưới thời Dương Kiên, Dương Quảng Cuối cùng toàn bộ ngự lâm quân Cùng giao vào tay hắn Vô di trước khi Dương Lâm rời đi Đã bàn giao lại trách nhiệm bảo vệ hoàng đế cho hắn Và đại thuật sĩ tịch ưng chân Mà Dương Quảng cũng coi vị đại thuật sĩ kia Giống như thần tiên mà cung phụng Và ngày sau khi Dương Lâm dẫn đại quân rời đi Dương Quảng đã tự mình đi tới kháo sơn vương phủ Mời vị đại thuật sĩ này tới hành công của mình Trước đó Dương Quảng từ trong miệng hoàng thúc công của mình Do thăm được vị thần tiên này có sở thích giống mình trong tiệc rượu Đã cho gọi mấy chục thiếu nam thiếu nữ Mình nuôi bên người Đứng giữa tiệc rượu Biểu diễn mấy trò dâm loạn ghê tầm Khiến Dương Quảng không ngờ được chính là Tịch ưng trần quả thực mê rượu háo sắc Nhưng chỉ bỏ tiền mua phong lưu Làm chuyện ngươi tình ta nguyện Đối với chuyện các thiếu nam thiếu nữ Còn chưa trưởng thành Vì để thỏa mãn dâm tâm của người khác Mà bị ép buộc phải biểu diễn dâm loạn Trước mặt bao nhiêu người Lão thuật sĩ cực kỳ chán ghét Đại thuật sĩ lập tức cho rừng màn thác loạn Gọi mấy thiêu nam thiếu đưa này Tôi hỏi rõ vì sao Lại phải làm loại chuyện này Những thiếu niên này lập tức hòa khóc lên Mà kể rằng Bọn họ đều là những trẻ con nhà lành Trong thành Giang Đô Sau khi Dương Quảng vào thành không lâu Thì liền phái quan binh bắt hết lại Mỗi ngày ngoại trừ phải thỏa mãn Thu tính dâm dụng của vị hoàng đế này còn phải biểu diễn lại mấy trò không biết xấu hổ ấy trước mặt hắn Tịch ưng trần nghe xong liền giận tím mặt Lập tức đình cho một bàn tay Và chết tên hôn quân này Giờ quản liên tục dập đầu bùm bụp Ra sức cầu xin Mong đại thờ xin để mặt kháo sơn vương dương lâm Mà tha cho mình lần này Vốn tịch ưng trần đã bảo kệ dương lâm Là phương gì đó Một hai phải đánh chết hôn quân Có điều đúng lúc này Ông ta lại đột tiên thở dài không biết vì sao lại buông tha Dương Quảng Về sau mới biết Đại thuật sĩ tha cho tùy đế Là bởi ngay lúc đó Dương Lâm ở ngàn dặm xa xôi Đã bị Lý Kiến Thành một đao chém bay đầu Nè mặt người đệ tử qua cố Tịch ưng Trần mới tha cho hôn quân một mạng Rồi ngay lập tức Rời khỏi thành Giang Đô Như thấy đại thuật sĩ rời khỏi Giang Đô Vô văn hóa cập Cho rằng ông ta đi tìm kháo Sơn Vương Dương Lâm hỏi tội Nghe tề lao dừng lầm đến thân mình Còn khó bảo toàn Đối với mình quả thực là cơ hội rất tốt Thế là vô văn hóa cập Bất thình lình trở mặt Hạ lệnh giam lòng tùy đế dương quảng Nếu vô văn hoa cập Dân theo hồn quân rời đi ngay Có lẽ còn có khả năng Phò thiên tử lệnh quần thần Nhưng chỉ trách tầm nhìn của hắn Quá hạn hẹp Còn sai người trắng trợn Đi vờ vét của cài trong hành cung Mai đến ba ngày sau Mấy dân theo hồn quân Cùng một đám phi tần rời khỏi thành Giang Đô Đi về đất phong từ châu của hắn Khiến vụ văn hóa cập không ngờ được chính là Khi hắn cho mở cổng thành Giang Đô Chuẩn bị dẫn đội ngũ trở về từ châu Phía đối diện đột nhiên có một đội quân tùy giết tới Đội nhân mã này dương cao cờ hiệu của Dương Lâm vua văn cầm tưởng rằng Lao Dương Lâm đã đánh bại Lý Uyên Trình Giảo Kim Khai hoan trở về làm gì còn có gan vốt dâu hùm Của kháo sơn vương nữa Vội vội vàng vàng quanh ngựa Lại chạy tới một cổng thành khác của Giang Đô Để lại toàn bộ đám người Tùy đế dương quảng cho kháo sơn vương Đầu quân vừa đánh giết tới Chính là 10 vạn quân quá cương Của trình giáo kim Trước đó đã có tình báo truyền tin tức Nếu chuyện xảy ra trong thành Cho trình Ba vương Ngài nói vị đại thuật sĩ kia Đã rời khỏi Giang Đô Trình giáo kim vô cùng mừng rỡ Lúc đầu hắn còn định giả mạo thành quân binh của Khao Sơn Vương Trà trộn vào trong thành Sau đó đột nhiên sông ra gây khó dễ Lực lượng mà Trình Giảo Kim mang tới Ít hơn nhiều so với ngự lâm quân Trình Tư già nghĩ mình Chỉ cần thừa dịp hỗn loạn tranh thủ lấy được đầu của hôn quân Rồi chạy ra khỏi thành Giang Đô là được Để lúc đó tin tức mình giết được hôn quân Dương Quảng truyền ra Coi như Lý Uyên muốn đổi ý Thì cũng không do ông ta định đoạt nữa Đường vương có một đứa con trai Lý Huyền Bá Trình rào kim gã Cũng có mấy vị trưởng bối Là thần tiên sống đấy thôi Có trở mặt thật Thì mình cũng vẫn có lợi Không ngờ rằng gã Vừa mới tới cổng thành Thì cổng đã mở sẵn Thủ lĩnh ngự lâm quân vô văn hóa cập Bày bà dẫn theo hôn quân chạy ra Trình bà vương không suy nghĩ nhiều Lập tức dẫn người sông lên Không ngờ tới Vua văn hóa cập thêm mà Dứt khoát vứt dương quảng lại Lo chính mình chạy mất Đã thế thì Trinh rào kim Cũng không khách khí nữa Ngày dân cổng thành giang đô Giọng giặc đọc to mời đại tội của dân quảng Đã liệt kê sẵn ra Kể tội xong thì tự mình nhấc đau lên Một nhát chém chết tên hôn quân này Hết trường 150 Vậy là tùy vong Trình rào kim Liệu có nên làm hoàng đế hay không Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.